Xin chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, lẩu là một sự lựa chọn rất thích hợp cho những ngày chuyển mùa se se lạnh, những bữa tiệc cuối năm để cả gia đình, bạn bè quây quần bên nhau. Bây giờ có rất nhiều loại lẩu để chúng ta vô tư lựa chọn. Mỗi loại lẩu có nhiều hương vị khác nhau, các nguyên liệu nhúng lẩu cũng rất đa dạng. Tuy nhiên, có những nguyên liệu không tốt cho sức khỏe mà các chuyên gia không khuyến khích chúng ta nạp vào cơ thể đâu ạ. Thế nên dù là ăn lẩu gì, cô bác cũng nên tránh 4 món ăn sau đây vì chúng tuy ngon miệng nhưng chưa chắc đã tốt cho sức khỏe. Một số loại còn khiến cho cô bác sẽ bị đau bụng, ngộ độc, nặng hơn là cả ung thư, mất mạng như chơi. Cô bác hãy cùng theo dõi để mình hạn chế một cách tối đa nhé. Đầu tiên đó là các loại viên, cá viên, tôm viên, bò viên. Những loại thịt viên này thường mềm mềm, dai dai, khá là dễ ăn, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các bạn trẻ thường rất hay gọi những loại này ăn khi đi ăn lẩu. Mặc dù có cái tên mỹ miều như vậy, nhưng thực chất chúng lại được làm từ thành phần gì thì không ai dám khẳng định của bác nhé. Chúng có thể được làm từ các loại vụn cá thừa, thịt thừa, tôm thừa, thậm chí là những nguyên liệu làm ra chúng có thể không còn tươi ngon nữa. Người sản xuất sẽ thêm vào đó các chất phụ gia hương liệu để khử mùi và tăng thêm độ hấp dẫn cho món ăn. Vì không thể xác định được chính xác nguyên liệu làm ra chúng và chất lượng sản phẩm thì tốt nhất cô bác cũng nên tránh sử dụng món ăn kèm này. Thứ hai đó là mực bạch tuộc. Mực là một trong những nguyên liệu không thể thiếu trong các nồi lẩu hải sản. Tuy nhiên cô bác cũng cần lưu ý rằng không phải mực ở đâu cũng tươi ngon, thậm chí có quán còn sử dụng mực để lâu, bảo quản trong ngăn đá, mực tẩy trắng. Trước đây thì báo chí đã từng đưa tin về những cơ sở kinh doanh mực bẩn là nơi mà các nhà hàng chuyên nhập để bán cho khách, nhất là những nhà hàng lẩu, nướng. Theo đó, sau khi rửa qua, bạch tuộc hay mực được đổ vào hai khay inox chứa một loại dung dịch màu nâu sủi bọt trắng. 30 phút sau, bạch tuộc mực trở nên trắng tinh, cứng giòn, rồi được đóng vào những thùng xốp, sau đó sẽ chuyển đến những nhà hàng và bày lên bàn cho thực khách thưởng thức. Chỉ cần nhìn màu mực không tươi, mắt đục, thịt nhớt, dâu và đầu rời khỏi thân thì đó là dấu hiệu mực ươn để lâu. Mực đông lạnh vài tháng vẫn được các quán đem ra sử dụng bình thường. Nó có thể làm ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của người sử dụng. Điều này thậm chí được chính những nhân viên làm việc trong những nhà hàng này kể lại của bác ạ. Nếu muốn ăn lẩu có mực thì cô bác nên chọn những quán chuyên về hải sản. Ở đó với số lượng tiêu thụ thực phẩm lớn, người ta thường sẽ nhập mực tươi mới hàng ngày để phục vụ khách hàng. Nếu thấy mắt mực tươi sáng, đầu và thân chắc chắn, thân mực bóng thì đó là mực tươi, có thể yên tâm thưởng thức. Thứ ba đó là thanh cua. Cũng giống như cá viên, bò viên, thanh cua cũng là món ăn kèm lẩu được rất nhiều người yêu thích. Thanh cua có màu đỏ đẹp mắt, ngon miệng, nhưng chúng lại không hề làm từ cua, nhiều của bác vẫn nghĩ đâu ạ. Thanh cua vốn là một món ăn vặt có nguồn gốc từ Nhật Bản và được gọi là surimi. Surimi có nghĩa là thịt xay. Để làm ra món này, người ta thường xay thịt trắng của cá kết hợp với các loại phụ gia như lòng trắng trứng, dầu, muối, tinh bột. Nguyên liệu chủ yếu làm ra thanh cua là tinh bột và các chất phụ gia. Những thành phần này không ai biết rõ nguồn gốc của nó ra sao, nên tốt nhất là chúng ta cứ hạn chế để ăn những món ăn này nhé, vì nó không thực sự tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Thứ tư đó chính là tiết vịt. Khi đi ăn lẩu vịt thì cô bác chắc chắn là sẽ gọi thêm cả tiết vịt đúng không ạ? Tiết vịt thì tương đối mềm, lại còn có vị thơm ngon nên rất được lòng nhiều cô bác. Nhưng thông thường thì một con vịt không thể cho nhiều tiết đến như vậy để có thể phục vụ một lượng lớn khách hàng. Do vậy, món tiết có thể được pha trộn bằng tiết của nhiều loại động vật khác. Ngoài ra, không ai có thể dám chắc khâu cắt tiết đảm bảo vệ sinh. Vậy nên, khi cô bác không chắc chắn về nguồn gốc và độ an toàn của tiết vịt, thì tốt nhất cô bác cũng không nên ăn chúng nếu không muốn tiền mất tật mang, rước thêm bệnh vào người. Và cuối cùng đó là một số loại rau. Lẩu là cách ăn được rất nhiều người yêu thích vì có thể ăn được đa dạng nguyên liệu và thực phẩm cùng một lúc. Tiết trời càng mát mẻ, các món lẩu lại càng được ưa chuộng. Ngoài các loại thịt cá hải sản được dùng là nguyên liệu chính cho lẩu thì các loại rau ăn kèm là không thể thiếu. Khi ăn lẩu theo thói quen thì cô bác sẽ thường nhúng bất cứ loại rau nào mình thích mà lại không hề biết rằng không phải loại nào cũng nên ăn cùng với lẩu.
Đó chính là lý do mà sau khi ăn lẩu, một số người gặp vấn đề về tiêu hóa mà không ngờ được nguyên nhân có thể do từ những loại rau không nên nhúng lẩu này. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi ăn lẩu, cô bác nên hạn chế sử dụng những loại rau dễ gây ngộ độc hay dị ứng, cụ thể là giá đỗ. Giá đỗ là loại rau được nhiều người yêu thích dùng để ăn sống, nấu canh, xào. Với món lẩu riêu cua, một số người thích dùng giá đỗ để có thể nhúng kèm. Tuy ngon và bổ dưỡng như vậy, nhưng nó lại có nguy cơ ngộ độc rất cao. Nguyên nhân bởi vì giá thường được làm ở nhiệt độ 30 đến 35 độ C. Đây là môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy, nếu cho giá đỗ vào trần trong nước lẩu hoặc ăn sống trong khi giá lại chưa được rửa sạch sẽ rất dễ nhiễm vi sinh vật. Mồng tơi không nhúng với lẩu bò. Mồng tơi là loại rau không chỉ để xào nấu canh mà còn được dùng để nhúng lẩu cũng rất ngon. Một số loại lẩu như lẩu hải sản, lẩu riêu, mọi người rất thích dùng mồng tơi để ăn kèm. Tuy nhiên với lẩu bò thì các bác chú ý là không nên ăn mồng tơi cùng. Nếu dùng mồng tơi ăn kèm lẩu bò, rất dễ bị đau bụng, nhẹ thì bị đầy bụng khó tiêu, nặng sẽ gây táo bón rất khó chịu. Cà chua và khoai lang khoai tây không nên cho vào lẩu hải sản. Cà chua, khoai lang khoai tây là những món được nhiều người cho vào lẩu. Cà chua để tăng hương vị, màu sắc cho nước lẩu, còn khoai lang khoai tây là có thể thay cho khoai môn. Thế nhưng ba loại củ quả này không nên cho vào lẩu hải sản. Chuyên gia lý giải là khi dùng chúng chung với lẩu hải sản sẽ khiến cho người ăn cảm thấy khó tiêu, đau bụng và rối loạn tiêu hóa. Không nhúng rau kinh giới khi ăn với lẩu gà. Trong đông y, kinh giới có tính tân tán, cay nóng, còn thịt gà cam ôn thuộc phong mộc. Nếu ăn chung với lẩu gà thì có thể gây ra chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người và ngứa ngáy. Do vậy, dù có thích cho kinh giới vào lẩu thì cô bác cũng nên tránh cho vào lẩu gà. Lẩu gà nên ăn kèm với bắp chuối, thái dối, rau muống, rau đắng, bông súng, nấm tươi, rau ngải cứu là phù hợp nhất. Nấm. Nấm thường được mọi người dùng để ăn lẩu vì nó có vị giòn ngon, mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, cô bác cũng cần lưu ý là chỉ nên dùng các loại nấm quen thuộc để nhúng như kim châm đùi gà, thủy tinh, nấm hải sản, nấm rơm. Không hái nấm lạ về dùng trong bữa ăn cho gia đình. Thấy nấm lạ thì cô bác phải tuyệt đối tránh nhé. Ăn nhầm sẽ dễ bị ngộ độc và có thể tử vong. Lá khoai môn. Một số người thích dùng lá khoai môn để cho vào lẩu. Lá khoai môn có pha màu tím, có đốt màu tím ở phần tiếp giữa lá và thân lá. Tuy nhiên, nếu ăn phải môn ngứa sẽ dị ứng, ngứa vùng miệng họng. Do vậy, tốt nhất cô bác nên tránh dùng loại rau này khi ăn lẩu, đề phòng ăn nhầm gây ngộ độc. Cô bác thân mến, lẩu là món ăn dễ gây nghiện trong những buổi liên hoan bạn bè. Một nồi lẩu chất lượng đòi hỏi nguyên liệu tươi và cách chế biến, đặc biệt là không được mắc những sai lầm tai hại khi ăn lẩu dưới đây. Nếu không thì sức khỏe của cô bác sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, càng ăn lại càng độc, bệnh tật như trời. Cô bác hãy cùng chú ý để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như những người thân yêu nhé. Sai lầm đầu tiên đó là không nhúng chín đồ ăn. Nhiều người có thói quen chỉ nhúng chín, nhúng tái thịt bò hoặc rau ăn kèm vì cho rằng với món lẩu phải như vậy mới ngon. Điều này vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây hại cho cơ thể. Bởi vì hành động nhúng thức ăn không thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn ẩn mình trong thực phẩm tươi sống. Nhiều trường hợp nhiễm giun sán và các bệnh về đường tiêu hóa vì ăn đồ chín tái chính là lời cảnh báo đến những ai có thói quen tai hại khi ăn lẩu này. Để món lẩu thêm hấp dẫn và an toàn với sức khỏe, thì tốt nhất cô bác hãy nhúng chín từng nguyên liệu và thưởng thức dần, tránh cho tất cả vào cùng một lúc, kẻo khiến cho nồi nước lẩu giảm đi độ ngon và hàm lượng dinh dưỡng do thực phẩm đun lâu có thể bị biến chất. Sai lầm thứ hai đó chính là nhúng thực phẩm quá kỹ. Ngược lại, nếu cô bác nhúng các loại thực phẩm ăn kèm lẩu quá kỹ thì sẽ làm mất đi hương vị tươi ngon của đồ lẩu. Nhưng nếu như tái quá sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bác bởi vì các vi sinh vật gây hại vẫn còn tồn tại. Vì vậy, thời gian nhúng các loại thực phẩm vô cùng quan trọng. Thông thường, đối với các loại thịt, thời gian nhúng khoảng 10 phút, các loại hải sản là 15 phút, nội tạng 5 phút và rau khoảng 1 đến 2 phút tùy loại. Sai lầm thứ ba đó là khi ăn lẩu khi còn quá nóng và quá cay. Việc đường xì xụp bên nồi lẩu nóng là thú vui và sở thích của rất nhiều người đúng không ạ? Ở bên cạnh đó thì quan niệm lẩu phải ăn nóng mới ngon, vừa gắp vừa ăn ngay thì tuyệt vời, đã khiến nhiều người rất thích ăn khi còn nóng hổi, bốc khói.
Thế nhưng nhìn dưới góc độ khoa học thì việc ăn lẩu nóng quá sẽ là nguyên nhân khiến cho cô bác bị tổn thương khoang miệng, thực quản và dạ dày. Vì vậy, khi đồ ăn được gắp trực tiếp từ nồi lẩu ra, chúng ta nên để ấm ấm một chút, sau đó mới thưởng thức. Và một số món lẩu như lẩu Thái, lẩu hải sản chua cay, lẩu tứ xuyên vốn có độ cay rất cao. Nếu cô bác ăn những loại này quá cay kết hợp với nhiệt độ trong nồi lẩu đang cao sẽ dẫn đến kích thích đường tiêu hóa, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là dạ dày. Do vậy, nếu làm lẩu tại nhà, cô bác nên cho độ cay vừa phải, ai cũng ăn được mà tốt cho sức khỏe. Nếu ăn ở quán thì nên yêu cầu đầu bếp giảm độ cay. Tiếp theo đó là cho quá nhiều đồ ăn lẫn lộn. Thông thường thì một nồi lẩu cô bác sẽ phải chuẩn bị khá nhiều những thực phẩm khác nhau. Khi ăn, mọi người thường cho lẫn các loại vào đun sôi cùng lúc. Tuy nhiên, khi cho nhiều loại đồ ăn như thịt, hải sản sống, nội tạng động vật, rau, các loại củ chứa tinh bột vào cùng một nồi lẩu rất dễ khiến một số ký sinh trùng lây lan, gây ra các bệnh đường tiêu hóa. Vì vậy, cách tốt nhất khi ăn lẩu là đợi loại thực phẩm này được nhúng chín rồi hãy cho loại thực phẩm khác. Sai lầm thứ 5 đó là rau rửa không sạch, tăng nguy cơ nhiễm giun sán, ngộ độc thực phẩm. Rau cần, rau cải, rau cúc, cải thảo, rau muống là những loại rau dùng phổ biến khi ăn lẩu. Vì vậy, khi rửa số lượng rau lớn, cô bác cần phải rửa cẩn thận sạch sẽ. Nếu như không sạch, cô bác sẽ tăng nguy cơ nhiễm giun sán, nang sán, các vi khuẩn, virus nặng hơn là ngộ độc thức ăn. Vì vậy, trước khi ăn, cô bác hãy nhặt rau thật kỹ, sau đó rửa riêng từng loại khoảng 3-4 lần nước cho thật sạch. Nếu được, cô bác nên mua rau trước khi ăn lẩu 4-5 tiếng để nhặt sơ qua, rửa sau đó ngâm trong nước muối hoặc các dung dịch sát khuẩn để loại bỏ các vết bẩn, tiêu diệt vật ký sinh. Sai lầm thứ 6 đó là ăn không điều độ. Lẩu cho dù có ngon như thế nào thì cũng không nên ăn liên tục, 1-2 tuần ăn một lần là được. Đồng thời khi ăn lẩu không nên ngồi quá lâu. Khi ngồi ăn liền tù tì mấy tiếng, dạ dày, đường ruột liên tục làm việc, dịch tiêu hóa bài tiết giảm đi, thời gian dài như thế sẽ gây ra rối loạn chức năng tiêu hóa. Ngoài ra thì ăn uống nhiều còn có thể gây ra viêm tuyến tụy, các bệnh về đường ruột và dạ dày. Sai lầm thứ 7 đó là cho quá nhiều bột ngọt, gia vị nấu lẩu. Nhiều bà nội trợ có sở thích cho nhiều bột ngọt để nước dùng được ngon ngọt, cho lượng lớn sa tế để lẩu dậy mùi thơm cay nồng. Ăn mùa lạnh sẽ làm cho cơ thể ấm nóng lên. Tuy nhiên thì sa tế chỉ là bột ớt chung với dầu, nước và một số gia vị khác. Hầu hết các nhà sản xuất sa tế không cung cấp nguồn gốc loại ớt, thậm chí có những loại sa tế không có tên cơ sở sản xuất hoặc nhập nhèm hạn sử dụng. Vì vậy, độ an toàn từ sa tế càng thấp. Ngoài ra, nhiều người cho nhiều bột ngọt mì chính hay gia vị nấu lẩu vào nước lẩu để đánh lừa khẩu vị. Thực tế, hỗn hợp hóa chất tạo độ ngọt giống vị ngọt từ xương và tạo hương vị món ăn có thể tạo cảm giác thơm ngon nhưng lại rất nghèo giá trị dinh dưỡng. Không những vậy, sản phẩm trôi nổi không nhãn mác còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chứa hóa chất, phẩm màu độc hại, kim loại nặng, dùng nhiều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Sai lầm thứ 8 đó là ăn lâu quá 2 tiếng. Thông thường thì các gia đình ăn lẩu sẽ vừa ăn vừa nói chuyện, dẫn đến kéo dài thời gian đến vài tiếng đồng hồ. Đây là thói quen gây hại cho sức khỏe của cô bác. Việc ăn lẩu quá lâu sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu. Ăn quá lâu dẫn đến rối loạn đường tiêu hóa. Tốt nhất là 30 phút sau ăn nên thay nước lẩu. Vì lúc đó thực phẩm đun lâu đã biến chất, sinh ra nitrit có thể gây ung thư và những chất có hại khác. Sai lầm thứ 9 đó là ăn quá thường xuyên. Theo các chuyên gia sức khỏe, dù có thích đến mấy đi nữa thì cô bác cũng chỉ nên ăn lẩu một lần trong 1-2 tuần. Bởi vì ăn lẩu quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ các nguyên liệu được nhúng, tái. Bên cạnh đó, mỗi lần ăn lẩu cũng không nên ngồi ăn quá lâu vì sẽ kéo dài thời gian làm việc của hệ tiêu hóa, khiến dịch tiêu hóa giảm dần đi, làm rối loạn chức năng tiêu hóa và gây đau bụng đi ngoài. Và cuối cùng, đó là một số kiêng kỵ cụ thể cho từng loại lẩu. Ăn lẩu hải sản với thực phẩm nhiều vitamin C, cà chua, khoai lang, khoai tây là những món được nhiều người cho vào lẩu. Cà chua để tăng hương vị, màu sắc cho nước lẩu. Còn khoai lang, khoai tây là có thể thay cho khoai môn. Thế nhưng ba loại củ quả này không nên cho vào lẩu hải sản. Chuyên gia lý giải, khi dùng chúng nhúng chung với lẩu hải sản sẽ khiến cho người ăn cảm thấy khó tiêu, đau bụng, rối loạn tiêu hóa.
ăn lẩu dê cho giấm. Cô bác không nên cho giấm vào nước lẩu dê nhé, vì sẽ phá hủy hoặc làm giảm bớt những thành phần dinh dưỡng quý nhất ở thịt dê. Ăn lẩu gà với rau kinh giới, rau cải xanh. Theo đông y, thịt gà có tính ôn ngọt không độc, bổ dưỡng, còn cải xanh có tính ôn vị cay, làm ấm tỳ vị và kích thích tiêu hóa, có tác dụng giải chứng, cảm hàn, thông đờm lợi khí. Tuy cả thịt gà và rau cải đều ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, nhưng vì cả hai đều có tính ôn ấm nóng, nên nếu ăn chung sẽ gây nhiệt nhiều cho cơ thể. Do vậy, nếu ăn lẩu gà thì không nên nhúng kèm rau cải. Cũng trong đông y, kinh giới có tính tân tán, cay nóng, còn thịt gà cam ôn thuộc phong mộc. Nếu ăn chung kinh giới trong lẩu gà thì có thể gây ra chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người và ngứa ngáy. Do vậy, dù thích cho kinh giới vào lẩu thì bạn cũng nên tránh cho vào lẩu gà. Lưu ý khi ăn lẩu. Theo các chuyên gia, khi ăn lẩu, cô bác cần để ý tới trình tự ăn hợp lý dưới đây để giúp dạ dày hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Trước tiên, cô bác uống một chút nước ngọt hoặc nước ép. Tiếp theo, hãy ăn rau và các loại rau củ có chứa tinh bột như khoai lang, khoai sọ. Điều này sẽ giúp kích hoạt dạ dày của cô bác hoạt động tốt hơn. Cuối cùng, hãy ăn các loại thịt hải sản. Dù thời tiết nóng hay lạnh thì lẩu luôn là món ăn khoái khẩu được nhiều gia đình lựa chọn mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, nó có thể biến thành món ăn gây hại cho sức khỏe nếu như chúng ta mắc phải những sai lầm vừa rồi. Để món ăn không chỉ ngon mà an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe thì nhất định cô bác phải tạm biệt ngay một số sai lầm khi ăn lẩu như sống khỏe mỗi ngày vừa chia sẻ cô bác nhé. Cô bác thân mến, thời lượng của video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Quý cô bác hãy để lại những thắc mắc, những bình luận của mình ở phía dưới video này để chúng tôi trả lời trong những tập tiếp theo. Bên cạnh đó, cô bác đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những người thân yêu của mình. Cảm ơn quý cô bác, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.